đang dòng cá nhá, tí nữa trả lời sau nhá. Nhiều quá có được không? Rất mạnh. Đứt rồi. Nào được bị tụt. Này. Tụt luôn. Ôi giời. Này. Số không bắt được cá. Bác buộc tụt luôn cả cái đầu này. Thế nhưng mà buộc kiểu gì chứ không phải nó lại tụt đâu mất. Chép. Lại chép à? Chép. Ô thế hôm nay thắng lợi chứ. Thấm. Bác buộc thế, chết em ấy. Mãi nó mới cắn rồi. Này cá quá đấy. Kết. Đất lành chim đậu đúng không? Đấy, bác nuôi nó nổi đẹp quá. Được rồi. Cửa dòng cái con này kinh quá. Chắc kinh thật. Phải nói là con này là nhất đấy, ông Dũng nó sao đấy. Câu này. Úi giời. Con này phải mấy cân đúng. Đôi cân. Sao con chép từ năm ngoái sao bác khoái ạ? Dạ đâu chép được của anh, chép anh tháng năm ngoái. Con này được. To này. To, ngon. Ngon đấy. Tôi câu tôi sợ nhất được vỡ mà không có kỳ. Mẹ kinh lắm. Thì hôm hai anh em tôi là tôi nhìn đi. Quái bạn. Tôi nhìn rồi. Ông ơi. Ăn chưa? Chưa nó đỡ. Trời ơi, còn đấy nó dữ cả. Nó rút già tan giật thì làm được. Được chưa? Con này như cá 25 ấy. To. Không có nào hay lắm. To, cá to. Không thật là 25. Giật đi. Giật. Giật nhẹ thế thì làm sao được. Ôi. To thế. Các bạn là mình dám biết câu. Rồi, cho về vào chảo luôn. Quay ngang sẽ lấy giờ đòn, nghĩ giờ. Rồi, ra trong cân xem nào, sao con này được bao nhiêu cân? Chỉ 2 cân rưỡi. Hơn chứ. Thầy ạ, à, xanh nặng lắm. Rồi, 2 cân 7. 2 cân 7. Rồi, rồi, xách lên. Đưa cho bác cầm. Rồi. Này đúng chưa? Được thôi. Rồi, nhấc con cá xem nào. Đưa lên được cái cành. Đưa lên.
Lên là sao được? Quẹo đéo lên được, lặng lắm. Bây giờ là làm bí thư chi bộ. Ấn ấn ngược lại. À đây rừng ngô đơn giản rồi. Giữ chặt đó, ấn ngược lại. Này nó bay mép ngoài nó không sâu. Dễ ra mà. Úi giời, nó có cái mấu trên không ạ? Kệ nó cứ nắc ra. Cứ kệ cho ông ấy nè. Nó quen. Em mượn đi kìm. Này, trước đây. Bốc kìm, à được rồi. Đấy, giỏi không? Vén vén xem con cá to không xem nào. Trước câu này to thế nhỉ? Chưa con nào to này. Kinh thật. Sao dơ gao, sao dơ gao? Không, móc cái chảy máu em ơi. Móc cái chảy máu. Chết rồi, chết. Con này là cái vảy của nó có thể đậy là đậy nắp bẻ được. Cái mồm này nhá, cái mồm này nó nuốt được cả quả bưởi cơ mà. Thế mới kinh chứ. Này, chiều dài này cỡ phải 70 phân không anh ạ? Ừ. Đúng không? Ô, bác ngồi xuống, bác ngồi đằng sau, ngồi xuống nó vào có nửa người nó xấu. Ngồi hẳn. Thế thì đứng ra, à được rồi.